Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ 18 giờ 30 ngày 4 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.943 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 3.941 ca ghi nhận trong nước, giảm 326 ca so với sáng hôm qua. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.349 ca, Bình Dương 497, Long An 189, Tiền Giang 169, Bình Long 58, Đồng Tháp 32, An Giang 21, Sắp Trang 20, Kiên Giang 12, Trà Vinh 9, Bạc Liêu 6. Tình hình điều trị, tổng số ca điều trị khỏi là 54.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 470 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 21 ca về tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày có 263.272 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 7.553.318 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 6.774.332 liều, tiêm mũi 2 là 778.986 liều. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tình hình diễn tiến của dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương trong cả nước, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh ở tỉnh nhà Sóc Trăng để gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi trong các bản tin chung tay phòng chống COVID-19 của Đài Phát Thanh truyền hình Sóc Trăng, cũng như là các chương trình tin mới nhận trên kênh STV1. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.